Kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Nhà Nông Làm Giàu được phát sóng trên kênh 3N VTC16. Thưa bà con, hiện nay thì nhiều vườn nhãn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang bị bệnh chồi rồng tấn công. Nhiều nông dân không đủ chi phí đầu tư khắc phục, lo lắng vụ nhãn 2018 sẽ thất bại. Nhưng chính sự tiếp sức kịp thời của nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã và đang giúp bà con vượt qua khó khăn, an tâm sản xuất. Đây là một trong những ví dụ điển hình cho thấy sự quan tâm rất đúng lúc của nguồn quỹ này đến với người nông dân. Vườn này năm ngoái anh Ngô Văn Diễn chỉ thu được 100 triệu đồng trên 1 hecta thay vì 200 triệu đồng trên 1 hecta như mỗi năm do cây bị bệnh chỗ rồng tấn công. Bước sang vụ 2018, anh Diễn đã dồn mọi nguồn lực để chăm sóc cây với mong muốn đạt được kết quả tốt. Nhưng cây vừa ra hoa lại tiếp tục bị bệnh chỗ rồng tấn công. Sau 2 năm, thu không có mà chi quá nhiều, anh Diễn bị thiếu vốn để tiếp tục theo cây nhãn. Lúc mà đầu thì mình đã cũng chuẩn bị, nếu mà mình vốn mình bị thiếu nói chung thì mình cũng phải chuẩn bị là mình cũng phải đi mượn, là cũng vay thêm ngân hàng để lấy cái số vốn là mình đầu tư vào để có mà mình chăm sóc cái vườn cây của mình nó đạt thì mình hiệu quả thì mình mới có được cái vốn để mình làm nữa. Anh Diễn tính thế chấp sổ đỏ để vay ngân hàng với lãi suất 10% một năm, nhưng đúng lúc đó anh được Hội Nông dân xã tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay từ quỹ hỗ trợ nông dân. Dựa vào điều kiện đất đai, số diện tích, khả năng có thể hoàn trả, anh Diễn đã được cho vay 40 triệu đồng mà không cần phải thế chấp hay mất nhiều thời gian và được vay trong vòng 2 năm mới hoàn lại vốn. Tôi cũng rất là mừng là có cái tiền để đầu tư thì năm nay thì mình khắc phục cái năm nay thì sang năm mình khắc phục lại sang năm mượn đẹp hơn thì mình chăm sóc cây tốt hơn thì nó hiệu quả cao hơn thì mình là để có cái khả năng thu nhập nó đạt hơn. Nhà vườn sử dụng số tiền này để mua vật tư nông nghiệp. Đối với những cơ đọt không còn khả năng ra trái, anh sẽ cắt bỏ. Những cây đang có trái, anh đã mua phân bón về thúc cho chúng phát triển. Thì bây giờ mình lúc đầu mình lấy cái mình đã mình có một cái khoản là mình mua những cái gì cái phần đầu mình mua rồi xong cái khoản đấy xong mình lại tới cái khoản hai là mình bón phân chăm sóc trái rồi mình lại thêm một khoản hai nữa rồi khoản ba là cuối là mình giăng lưới công cắt thu hoạch. Không chỉ anh Diễn mà 15 hộ dân khác tại xã Xuyên Mộc cũng được tiếp xúc từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Các hộ này thuộc một trong 3 dự án được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho vay với tổng số vốn 1,5 tỷ đồng. Sự kịp thời của quỹ đã giúp bà con an tâm hơn trong sản xuất, hạn chế thấp nhất rủi ro thấp mùa. Khoảng 2 năm trở lại đây thì do cái tình hình dịch bệnh trên cây nhãn là bệnh chồi rồng. Do đó thì bà con gặp rất nhiều khó khăn về cái vốn. Lý do dịch bệnh nó ảnh hưởng đến nó thất thu mà, ảnh hưởng đến cái nguồn vốn. Nhưng mà tuy nhiên thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng như là cái quỹ hỗ trợ nông dân của tỉnh, của huyện thì cũng đã có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời cho bà con nông dân. Dự án là đầu tư cho nông dân để xây dựng các mô hình liên kết sản xuất. Nên là mỗi dự án thường thì tập trung là một chi hội, nhưng tối đa không quá 3 chi hội thì để họ liên kết gần nhau. Thì giống như là ta nói buôn có bạn bán có phường, để cho nông dân liên kết với nhau để tránh tình trạng là các thương lái ép giá. Thì nông dân cũng dễ trong vấn đề trao đổi kỹ thuật, cũng như là ban quản lý dự án cũng dễ quản lý cái số hộ đang sử dụng vốn như thế nào. Theo ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cuối năm 2017 tỉnh này đã giải ngân được 30 tỷ đồng cho hơn 30 dự án, bình quân mỗi dự án là 450 triệu đồng. Đến tháng 8 năm 2018 cũng đã giải ngân xong 20 tỷ đồng cho bà con phát triển kinh tế. 90% số hộ dân đều sử dụng vốn vay hiệu quả. Ngoài cái nguồn vốn được cấp cũng như là nguồn vốn thu hồi, chúng tôi tranh thủ làm sao giao hết cho dân. Thì qua năm 2019 thì đối với bộ phận tham mưu thì chúng tôi cũng đề xuất chỗ thường trực hội nông dân tỉnh để đề xuất với tỉnh ủy, ủy ban để hỗ trợ thêm cho nông dân. Khi 2019 nếu được chúng tôi đề nghị thì cấp thêm 20 tỷ nữa để chúng tôi kịp thời hỗ trợ trong năm. Chứ hiện nay thì nhu cầu của nông dân rất là nhiều, mà nguồn vốn thì cũng thấp. Mà bây giờ như do nông dân thì cần vốn cũng mỗi hộ thì cũng cao. Mà bây giờ nếu chúng ta dồn hết cho những hộ vay cao thì rất là nhiều hội viên họ sẽ không tiếp cận được vốn.
Nhiều năm qua, nhờ sự tiếp sức kịp thời từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân, nhiều bà con đã mạnh dạn thay đổi tư duy để canh tác, sản xuất theo phương thức mới cho hiệu quả cao. Từ đó xây dựng được nhiều mô hình liên kết theo chuỗi mang lại giá trị kinh tế cao như mô hình bưởi da xanh, thanh long ruột đỏ hay nuôi cá nước ngọt.